Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và mình sẽ nói nhanh qua phần này ha. Đáng ra cái video mà hôm nay các bạn xem nó sẽ là một câu chuyện rất là dài về những cái lần gặp ma của một bạn ở dưới Củ Chi. Nhưng lúc mà mình thu xong á thì có một cái email của một bạn tên là Loan, bạn đang sống ở Mỹ gửi về cho Nguyễn. Và bạn kể lại khoảng 6-7 câu chuyện mà bạn đã từng trải qua trong đời, cũng như là nghe mẹ hoặc là dì của bạn kể lại. Và sau khi mình đọc được cái email đó, mình cảm thấy câu chuyện này rất là hay. Và nó có một số những cái điểm, những cái quan điểm mà mình cũng muốn nói và mình cũng muốn truyền tải thông qua những cái câu chuyện của bạn Loan này. Cho nên mình quyết định là sẽ nhường cho cái video này của bạn lên trước. Và ngày mai thì các bạn sẽ được xem cái video ở Củ Chi. Lý do thì mình sẽ giải thích ở phần cuối cùng. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của bạn Loan, mà hôm nay Nguyễn Nguyễn đặt tên là Dãy Phòng Trọ Và Đừng Bao Giờ Đi Coi Bói. Bạn Loan này nói sơ một xíu ha. Bạn bằng tuổi Nguyễn Nguyễn và hiện tại đang sinh sống ở Mỹ. Thì có những chuyện mà bạn gặp ở Việt Nam. Cái câu chuyện đầu tiên mà Nguyễn muốn kể với các bạn tên là Bà Ngoại. Chuyện này xảy ra hồi lúc mà bạn Loan còn nhỏ lắm, khoảng tầm 6-7 tuổi gì đó, và bạn lúc đó vẫn đang còn ở Việt Nam. Thì bà ngoại của bạn Loan là một người hay hút thuốc các bạn. Nhưng mà bà không bao giờ hút thuốc trước mặt trẻ con và không bao giờ hút thuốc trước mặt mấy đứa cháu hết. Và bà không có hút thuốc lá như mình bây giờ đâu, mà bà hút cái thuốc tẩu á. Nếu mà bạn nào hay xem cái phim Sherlock Holmes thì biết là cái dạng thuốc tẩu nó như vậy. Và tất cả những cái dàn cháu chắc ở trong nhà là không ai biết bà hút thuốc hết. Và mọi chuyện cũng diễn ra bình thường cho đến một ngày thì bà ngoại của bạn Loan này qua đời. Lúc đó thì bạn Loan cũng còn nhỏ quá cho nên là cũng không có biết được câu chuyện sống chết nó như thế nào đâu. Bạn chỉ nhớ là cái hôm đó mẹ của bạn á có gọi bạn qua nhà thăm bà ngoại. Mẹ bạn chỉ nói là bây giờ con qua con thăm bà ngoại đi, bà ngoại đang ngủ. Thì bạn Loan này còn trẻ con cho nên không biết gì đâu. Mẹ kêu như vậy thì bạn cũng qua thôi. Và thấy rất là đông người đang ở bên đó. Thì khi mà bà ngoại của bạn Loan này mất á, thì bà được đặt ở nhà của dì Út bạn. Và đặt trong một cái quan tài rất là lớn ở trong phòng khách. Thì khi mà bạn Loan này bạn kể lại, bạn nhìn cái quan tài thì bạn cũng không biết đó là cái quan tài để mà đựng người chết nữa. Bạn Loan này mới hỏi dì của mình á, là ủa dì ơi, cái đó là cái gì vậy? Cái thùng đó là cái gì vậy? Thì dì của bạn mới trả lời là dì mua cái thùng đó về để mà cho bà ngoại nằm. Bà ngoại đang ngủ ở trong đó đó. Thì bạn nghe như vậy thì cũng chỉ biết là bà ngoại của mình đang nằm ở đó thôi. Chứ ngoài ra là cũng không có bất kỳ một cái khái niệm gì cả. Và có một điều bạn rất là nhớ là hôm mà bạn tới á, tất cả mọi người đều khóc hết. Ai cũng khóc từ lớn cho tới nhỏ và mọi người đeo một cái khăn tang ở trên đầu nhưng bạn không biết. Thì bạn hỏi là ủa sao mọi người lại đeo khăn tang như vậy? Tại sao vậy? Con cũng muốn đeo. Thì mẹ của bạn mới nói là không, con là con nít, không có được đeo mấy cái này, không có nên. Nhưng mà bạn khóc quá trời luôn. Bạn nằng nặc đòi đeo cái khăn tang đó cho bằng được. Cho nên là gia đình cũng đưa cho bạn đeo. Vì thật ra nếu mà đeo thì cũng không có vấn đề gì, tại vì cũng là con cháu trong nhà thôi. Thì bạn nhớ cái lúc đeo xong á, thì tất cả mọi người đều đi ra ngoài cái sân trước để mà uống trà với lại tiếp khách đó. Riêng bạn á, thì đi xuống nhà sau, xong sau đó quay trở lại chỗ mà đặt cái quan tài của bà ngoại mình. Bạn mới đứng nhìn vào cái quan tài đó, bạn mới nghĩ á, là ủa sao mà bà ngoại lại nằm ở trong đây ta. Thì khi mà vừa dứt cái suy nghĩ đó thì bạn thấy ở trong cái góc phòng, ngay chỗ có một cái ghế mà bà ngoại của bạn hay ngồi á, bạn thấy rõ ràng là bà ngoại của mình đang ngồi ở cái chỗ đó. Thì bạn mới đi lại, bạn mới nhìn bà ngoại, bạn mới hỏi á, ủa sao bà ngoại lại nằm đây? Dì Út nói là bà ngoại đang nằm trong cái thùng kia mà. Thì bà ngoại của bạn mới đáp lời á, bà ngoại kêu là đúng rồi, bà ra đây hút thuốc xong rồi bà sẽ trở lại vô trong đó. Lúc đó bà ngoại của bạn Loan này vừa nói mà vừa chỉ tay vào cái tẩu thuốc á, thì bạn không có biết đó là cái gì. Thì bạn mới hỏi lại, thì bà ngoại của bạn giải thích đây là cái tẩu để hút thuốc. Và bạn Loan này có hỏi thêm á, là bà ngoại biết hút thuốc hả? Sao trước giờ con không thấy bà ngoại hút? Thì bà ngoại của bạn trả lời, ừ, bây giờ bà mới cho con thấy nè.
Và trước khi á, mà bạn Loan này đi ra ngoài thì bạn có hỏi bà của mình thêm một câu nữa. Bạn hỏi á, là ủa ngoại ơi, sao ở trong kia có giường mà ngoại không nằm, lại nằm ở trong cái thùng đó để làm cái gì? Thì bà ngoại của bạn mới nói á, từ bây giờ chắc là bà ngoại phải nằm luôn ở trong đó rồi. Khi mà đi ra tới ngoài sân á, thì mẹ của bạn Loan này với chị họ của bạn mới hỏi là nãy giờ con làm gì ở ngay chỗ cái ghế của bà ngoại vậy? Thì bạn Loan mới trả lời là con đứng đó nói chuyện với bà ngoại. Bà ngoại đang ngồi ở đó để hút thuốc. Mẹ của bạn vừa nghe dứt câu luôn thì lập tức hỏi lại liền. Con nói sao? Con thấy bà ngoại đang hút thuốc hả? Thì bạn Loan này cũng nói lại, cũng tả lại cái cảnh tượng ban nãy là thấy bà ngoại của mình ngồi trên cái ghế cầm cái tẩu thuốc để mà hút. Sau khi mà nghe hết đầu đuôi rồi thì mẹ của bạn Loan này biết chắc chắn là bạn vừa mới gặp bà ngoại của mình thật. Tại vì như Nguyễn đã kể lúc đầu á, bà ngoại không bao giờ hút thuốc trước mặt của trẻ con. Cho nên á, là cái dàn cháu chắc nhỏ nhỏ là không biết bà hút thuốc. Chứ đừng có nói đến chuyện là tả luôn cái tẩu thuốc của bà đang cầm là cái gì. Mẹ của bạn hỏi lại một lần nữa là con thấy bà ngoại ngồi ở chỗ nào. Thì bạn quay đầu nhìn về phía cái ghế và bạn mới chỉ tay vào trong cái chỗ đó. Thì khi đó bạn không thấy bà của mình nữa, mà chỉ thấy một cái làn khói trắng bay lên thôi. Và bạn cũng rất là ngây ngô, bạn nói lại với mẹ của mình á, chắc là bà ngoại đi vô trong cái thùng đó nằm rồi mẹ ơi. Do là còn nhỏ quá cho nên là bạn không có ý thức được rằng bà ngoại của mình đã chết. Và sau này bạn nhớ lại cái câu chuyện đó, thì bạn mới biết cái người nói chuyện với mình là vong hồn của bà ngoại mình. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên, sang đến câu chuyện thứ hai, tên là tai nạn. Câu chuyện này kể về cái lúc mà bạn Loan này đang học cấp 3. Thì cái buổi trưa đó sau khi mà tan học á, thì bạn có ra khỏi cổng trường của mình, sau đó bạn băng qua đường. Thì khi các bạn biết rồi mình băng qua đường á, thì đầu tiên mình sẽ nhìn phía bên tay trái để mà coi những cái xe chạy cùng chiều. Và sau khi mà qua được nửa đường rồi đó, thì mình sẽ nhìn về phía tay phải. Thì khi mà bạn Loan này băng được tới giữa đường rồi đó mọi người, sau đó thì không biết vì một lý do nào, tự nhiên bạn cảm thấy á, là cái tà áo dài của mình bị giật mạnh, khiến cho bạn bất giác lùi về phía sau khoảng độ chừng một bước chân. Và khi mà bạn vừa lùi xong thì từ bên tay phải có một cái anh thanh niên, anh chạy xe rất là ẩu và anh băng qua sát mặt của bạn này luôn. Có nghĩa là nếu như mà không có cái lực vô hình nào đó kéo bạn Loan này lùi lại phía sau, thì anh đó đã tông thẳng vào người của bạn Loan rồi. Và lúc đó nha, bạn Loan cảm thấy rất là sợ luôn. Và theo quán tính bạn quay qua để mà bạn nhìn cái người mà vừa chạy ẩu như vậy. Thì anh ta đó quay đầu lại không xin lỗi mà còn cười rất là lớn nữa. Giống như kiểu mấy thanh niên mà kiểu chọc gái đó các bạn. Thì sau khi mà anh ta cười xong như vậy thì anh ta lại tiếp tục quay đầu và anh ta chạy thẳng đi. Và bạn Loan này vì quá là tức giận cho nên bạn có nảy ra một cái suy nghĩ ở trong đầu á. Bạn nghĩ là chạy xe như vậy thế nào cũng có ngày bị tai nạn. Và câu chuyện đáng lý ra là nó sẽ chỉ dừng lại mức đó thôi. Nhưng khi mà bạn này băng qua đường xong rồi đó, thì bạn nghe thấy có một cái tiếng đùng rất là lớn. Và khi mà bạn quay nhìn về cái chỗ phát ra âm thanh, thì bạn thấy cái người thanh niên ban nãy vừa tông vào một chiếc xe đi cùng chiều. Và các bạn biết không, bạn Loan này kể lại là cái người bị tông thì không sao hết, lờm cờm bò dậy tới chỗ cái xe của mình. Nhưng cái anh thanh niên đó thì nằm bất động luôn. Những cái người xung quanh chạy ra để mà đỡ hai cái người bị nạn lên. Và khi mà người ta tới chỗ cái anh thanh niên đó thì mọi người hét lên rằng là ai đó gọi cấp cứu nhanh đi, máu ra quá trời rồi. Cái lúc này bạn Loan mới nghĩ là không biết có phải do mình có cái suy nghĩ vừa rồi cho nên là anh ta mới bị như vậy hay không. Và thật ra đó, bạn không có trù anh ta, mà bạn chỉ nói một câu bâng quơ, giống như là mình thấy những cái người nào mà chạy xe ẩu ngoài đường thì kiểu gì cũng sẽ gây tai nạn thôi. Thì bạn chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng không ngờ là nó trùng hợp tới cái mức mà cái anh thanh niên đó bị tai nạn ngay lập tức luôn các bạn. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai, sang đến câu chuyện thứ ba mà Nguyễn đặt tên là phòng trọ ở Phan Thiết. Câu chuyện này cũng diễn ra vào năm mà bạn Loan này học 12. Thì bạn có tổ chức đi Phan Thiết chơi với lại mấy người bạn của mình, độ tầm khoảng 8-9 người gì đó.
thì họ mới thuê một cái xe ô tô. Mọi người khởi hành vào lúc sáng sớm, cho nên là khoảng tầm 12 giờ 1 giờ chiều thì họ đến nơi. Khi mà nhận phòng á, thì tả sơ qua về cái dãy phòng trọ này một xíu không. Nó là dạng nhà bungalow mà sát biển, thì các bạn biết cái kiểu nó giống như là nhà sàn, cột trống, xong rồi có cầu thang đi lên, và sau đó là có một cái dãy hành lang chung. Thì từng phòng nó sẽ giáp nhau theo hình chữ U như vậy. Thì câu chuyện diễn ra rất là bình thường cho đến cái buổi tối hôm đó. Tất cả mọi người đang ở ngoài chỗ cái bãi biển á, để mà đốt lửa trại. Đang đốt á, thì tự nhiên hết củi. Và lúc đó bạn Loan này cảm thấy người mình nó bị lạnh ngang xương luôn, không biết làm sao nữa. Thì bạn mới kêu với mọi người á, là thôi tụi bay ở đây đi, để tao xung phong đi lấy củi cho. Từ cái chỗ bãi biển mà họ chơi đi lên cái chỗ mà họ thuê phòng á, nó rất là gần nhau luôn. Thì bạn này chỉ đi bộ khoảng tầm chừng chục bước chân hơn là tới rồi. Và khi mà bạn tới nơi á, bạn nhìn xuống cái gầm cầu thang của cái dãy phòng trọ đó, thì bạn thấy có một cái bóng người lấp ló ở dưới cái gầm. Và cái gầm đó cũng là cái chỗ để củi luôn. Thì bạn mới hỏi á, là thằng nào vậy? Tao đã nói là để tao đi lấy củi cho mà. Nhưng cái người đó không trả lời các bạn. Bạn Loan này cứ ngày càng đi tới gần chỗ cái gầm cầu thang đó. Và khi mà bạn còn có mấy bước chân nữa đó, thì bạn thấy là cái bóng đó vụt đi mất. Năm đó bạn Loan 18 tuổi rồi, cho nên bạn biết là mình đang gặp cái gì. Thì bạn mới khấn ở trong lòng á, là các vị ơi, con chỉ đến đây ở nhờ có một đêm thôi, cho nên là các vị đừng có chọc tụi con sợ. Và sau đó bạn vẫn lấy củi và trở ra bãi biển như bình thường. Chơi một xíu xong á, thì tự nhiên trời mưa các bạn. Mà không phải là mưa từ từ đâu, mà một cái ào xuống nó mưa luôn. Thì tất cả mọi người mới đi về cái chỗ phòng trọ đó, và họ quyết định là sẽ ngồi ở chỗ ngay chỗ cái ban công, ngay chỗ cái hành lang ban công của phòng tụi con trai, để mà nấu nướng xong rồi chơi tiếp. Thì khi mà đang ngồi như vậy bình thường không có chuyện xảy ra hết, thì bạn Loan này một lần nữa bạn lại mắc toilet. Thì bạn mới đi về cái phòng nữ, tại vì họ thuê hai phòng, phòng nam phòng nữ. Thì nó cũng không có gần nhau lắm đâu, nó cũng tương đối là xa đó. Thì khi mà bạn đi về cái phòng của mình, đi toilet xong, bạn trở ra ngoài, đứng trước cửa phòng nhìn qua phía cái ban công phòng kia. Thì bạn thấy rằng á, có một cái bóng màu xám đi từ bên ngoài vào trong phòng. Nhưng mà tất cả những người đang ngồi ở trước cái cửa phòng không ai thấy hết các bạn. Lúc này á, bạn Loan sợ rồi. Nhưng mà bạn không có dám nói, tại bạn cũng sợ là kiểu làm tất cả mọi người bị hoảng loạn á. Cho nên là bạn mới quay trở lại và bạn kiếm cớ, bạn kêu là thôi thì bây giờ đừng có ăn ở đây nữa, dọn qua bên phòng nữ ăn đi. Tại vì bên phòng nữ sạch hơn, chứ mấy đứa con trai tụi bay ở dơ lắm. Thì một hồi xong mọi người kiểu nói qua nói lại rồi thì cũng đồng ý đi qua phòng nữ. Thì mọi người cứ nghĩ á, là cái câu chuyện dừng lại ở cái lúc đó rồi. Nhưng sau đó mới bắt đầu những cái chuyện ghê rợn các bạn. Khi mọi người đang ngồi ăn ở trong phòng vậy nè, thì cái phòng đó nó cũng giống như cái phòng khách sạn bình thường vậy thôi. Nó có hai cái giường đôi, ở giữa hai cái giường đôi là cái tủ để cái đèn ngủ, và đối diện cái chỗ đó là cái tivi. Và cái tivi được đặt trên một cái tủ quần áo, thì không có ai mở cái tủ quần áo đó ra để mà coi bên trong có gì hết. Khi mà mọi người đang ngồi ăn như vậy các bạn, thì có một cái bạn nam tên là Kiệt. Cái bạn Kiệt này nè, bạn mới mở điện thoại lên để mà nghe nhạc cho nó vui á. Thì đang chơi đang vui như vậy thì bạn Kiệt bạn mới hỏi một câu: ê, tụi bay có nghe thấy cái nhạc gì nó lạ lạ không? Nguyên đám mới hết hồn, mới nhìn bạn Kiệt mới hỏi chứ: ủa, tao có nghe gì đâu ta? Thì bạn này quả quyết luôn: có, tao có nghe cái nhạc gì nó lạ lạ lắm, tụi bay nghe lại thử coi. Thì sau đó tất cả mọi người chăm chú lắng tai nghe, thì quả nhiên là có cái tiếng nhạc lạ luồn phát ra thiệt các bạn. Bạn Loan này kể á, cái tiếng đó nó giống như là cái tiếng nhạc cải lương hò quảng, mà cái tiếng nhạc của thập niên 60-70 nó xưa mà nó cũ, mà nó nghe loáng thoáng mà nó ẩn cùng với lại cái tiếng nhạc từ cái điện thoại của bạn Kiệt đang phát. Thì lúc đó bạn Loan mới giơ tay qua để mà nhấn tắt cái nhạc ở trên điện thoại của bạn Kiệt đi, thì cái âm thanh lạ lùng kia cũng biến mất. Nhưng khi mở cái điện thoại đó lên á, thì cái âm thanh lại vang lên. Lúc này mọi người là cũng có người nghĩ tới cái chuyện tâm linh rồi, nhưng mà một số người vẫn kêu trấn tĩnh lại là bây giờ tìm xem trong cái phòng này coi, có thể là nó có một cái thiết bị phát nhạc gì ở đâu đây mà người ta quên rút điện, hoặc là người ta quên sao đó, hoặc là cái sóng radio tới giờ này thì nó tự bật tự mở. Thì mọi người tìm những cái lý do cho mình để hợp thức cái chuyện lạ lùng vừa rồi.
thì mọi người cũng bổ xô đi tìm thiệt các bạn. Và khi mà mọi người tìm thấy ở trong cái tủ đặt tivi đó, nó có một cái máy phát CD. Thì tiếng nhạc phát ra từ cái máy phát đó. Thì bạn Kiệt này nè, là người ngồi gần cái tủ đó nhất, thì bạn mới nhìn vô trong, thì bạn nghe, thì bạn mới nói là đúng rồi, cái này là cái chỗ phát ra tiếng nhạc nè. Thì mọi người mới kêu á, là mày rút cái dây điện ra đi, hoặc là mày tắt cái máy đi, chắc là cái tiếng sóng nó bị trùng nhau, nó bị nhiễu hay là sao thôi. Thì bạn Kiệt mới thò đầu và thọt tay vào trong cái tủ để mà rút cái sợi dây điện ra. Tại vì á, ở trong những cái khách sạn như vậy, thường họ sẽ đục một cái lỗ tròn trên thân của những cái tủ đó để lòn dây điện từ trên xuống đó. Thì bạn nghĩ như vậy nha. Nhưng khi mà bạn kéo cái máy đó ra đó, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng luôn. Trong cái tủ đó không hề có bất cứ một cái lỗ khoét nào để mà đút dây điện từ bên trong ra ngoài hết. Và cái máy CD này chưa hề được cắm điện suốt từ nãy tới giờ. Cái lúc này nha, tất cả mọi người đều sợ hết rồi. Tại vì họ không tìm được cách nào để lý giải cho những cái hiện tượng vừa rồi. Và bạn Loan một lần nữa, thì bạn thấy từ ở trong góc phòng có một cái tủ lớn khác, và từ chỗ cái tủ đó có một người phụ nữ bước ra, xong sau đó bà ta lướt thẳng vào bên trong toilet. Bạn Loan này không thể nào nhìn nhầm, mặc dù cái bóng đó bay đi rất là nhanh. Và bạn còn nhớ là họ mặc một cái bộ đồ giống như là người thập niên 60-70 vậy đó, ăn mặc nhìn rất là cũ kỹ, và chắc chắn đó là một cái người phụ nữ luôn. Bạn tưởng là không ai thấy hết, tại vì cái hướng của bạn ngồi là nhìn ra về phía nhà vệ sinh, thì những cái người mà ngồi đối diện bạn thì chắc là không thấy. Nhưng hai người bạn nữ ngồi sau lưng của bạn Loan cũng thấy như vậy luôn. Và sau cái sự việc đó thì mọi người không có dám ở trong cái căn phòng này nữa, mà chuyển về phòng của các bạn nam. Và cái lúc đang đi trên đường về cái phòng của các bạn nam đó, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy là ngay chỗ cái cây bàn sát bên phòng của tụi con trai, trên cái nhành cây to nhất có bóng của một cái người phụ nữ. Họ không thấy được hết toàn thân, họ chỉ thấy được một cặp chân của phụ nữ thôi, đang ngồi đông đưa trên cành cây đó. Và lập tức ở bên tai nghe văng vẳng rất là nhiều những cái tiếng cười. Và cái tiếng cười đó hằng hặc rất là thấy ghê, của ma quỷ từ đâu đó vọng về. Và bạn Loan này cùng với tất cả những cái người bạn của mình không dám ở trong căn phòng trọ này thêm một giây một phút nào nữa. Họ chạy xuống dưới gọi cái bác tài xế, phóng xe đi tìm chỗ khác để mà ở. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 3 về những cái căn phòng trọ ở thành phố Phan Thiết. Và bây giờ Nguyễn sẽ sang tới câu chuyện thứ 4. Câu chuyện này kể về một cái khả năng rất là kỳ lạ của bạn Loan, mà Nguyễn sẽ đặt tên cho nó là âm bản. Câu chuyện thứ 4 này xảy ra vào cái lúc mà bạn Loan này vừa mới qua bên Mỹ. Thì những bạn nào là du học sinh thì các bạn đã biết cái cuộc sống khi mà mình mới vừa đặt chân lên một cái xứ sở nó lạ lùng như vậy thì nó như thế nào rồi. Bạn này dồn hết lịch học vào ngày thứ 2 và ngày thứ 4, học từ 7:45 sáng cho đến khoảng tầm 9:30 tối. Lý do là để các ngày còn lại bạn rảnh đi làm để mà kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Khi mà mới qua đó thì bạn đi có một mình thôi. Bạn ở nhà của một người cậu chung với mợ và một cái đứa em họ của mình còn rất là nhỏ. Thì câu chuyện sinh hoạt cũng bình thường như vậy, cứ đi học rồi đi làm, đi học rồi đi làm. Cho đến một cái ngày nọ, bạn học tiết cuối cùng, từ trường trở về đến trước cửa nhà đó, thì tầm khoảng hơn 10 giờ rồi, bạn mới mở cửa, bước vào trong nhà. Lúc đó tất cả mọi người đều ngủ hết và bạn cũng không có muốn làm phiền, cho nên bạn không có mở đèn lên. Bạn cứ đi như vậy trong bóng tối từ cửa chính đi vào tới phòng ngủ của mình. Sau đó bạn mở cửa phòng ngủ, mở cái đèn ở trong phòng lên. Thì khi này bạn mới mở mắt ra và bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Nó có một cái điểm kỳ lạ trong cái sự việc vừa rồi như thế này nè các bạn. Bạn Loan này kể lại cho Nguyễn nha. Từ khi mà bạn về đứng trước cái cửa nhà của mình á, bạn hay bị cái trường hợp này lắm. Là bạn rất là mệt, cho nên là bạn cứ vừa nhắm mắt và bạn tra chìa khóa đại vào cửa như vậy nè. Và sau khi mở ra, thì cái hôm đó bạn ý thức được hoàn toàn là mình không hề mở mắt ra, nhưng bạn vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ ở xung quanh. Và cái hình ảnh của nó lạ lắm. Nó rất là mờ mờ mà nó bị loang loang lỗ lỗ như vậy.
Và cho đến khi bạn cứ đi trong bóng tối như vậy, cho đến khi mà bạn đứng trước cửa phòng của mình, bạn bật cái đèn ở trong phòng ngủ của mình lên á, bạn mở mắt ra thì cảnh vật nó mới trở lại bình thường thôi. Mình sẽ giải thích cái đoạn này cho các bạn dễ hiểu nè. Cái khả năng của bạn Loan này á, là khi mà bạn nhắm mắt lại và bạn tập trung một hồi thì bạn có thể nhìn thấy được tất cả những cảnh vật xung quanh, nhưng nó không có lành lặn bình thường. Ví dụ nha, khi mà các bạn cầm một cái hũ này lên, khi mà mình mở, bạn nói á, khi mà bạn mở mắt thì bạn sẽ thấy rõ ràng cái hũ nguyên hình nguyên trạng như thế này. Nhưng khi bạn nhắm mắt lại thì những cái hình ảnh nó bị mờ đục, giống như là khi mà các bạn xem những cái cuộn phim á. Các bạn biết ngày xưa khi mà chụp ảnh thì mình sẽ ra một cái cuộn phim màu nâu đúng không? Thì nó gọi là âm bản, cái kiểu như vậy á. Và khi các bạn nhìn cái cuộn phim nó dưới một cái ánh sáng mặt trời thì các bạn sẽ thấy cái gương mặt của mình, tất cả những cái cảnh vật ở trong cái cuộn phim đó nó bị loang lổ như thế nào. Thì khi mà bạn Loan này nhắm mắt lại, bạn nhìn thấy tất cả những cái thứ xung quanh nó cũng như vậy hết. Và ngay cái hôm đó bạn mệt quá, bạn đi học về, bạn đứng ở trước cửa, bạn nhắm mắt hoàn toàn và đi trong cái trạng thái như vậy. Đi trong cái trạng thái là bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh dưới dạng cái màu âm bản, từ cửa nhà của mình đi vào tới cửa phòng. Lúc đó bạn mở mắt ra thì bạn mới thấy được cảnh vật nó như bình thường. Bản thân Nguyễn thì chưa gặp hoặc là chưa nghe nói tới cái tình trạng này bao giờ, nhưng trên cuộc đời này những cái chuyện tâm linh thì nó rất là khó giải thích. Và bây giờ quay trở lại với câu chuyện. Khi mà bạn Loan này nhận ra được tự nhiên mình có một cái khả năng kỳ lạ như vậy, thì lúc đầu bạn cũng rất là hoang mang. Và bạn mới nghĩ là ủa, tại sao mọi thứ nó lại kỳ lạ như vậy? Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Và một hồi á, bạn nằm trên giường của bạn ngủ. Thì khi bạn nằm xuống, bạn nhắm mắt rồi bạn không thể nào ngủ được, tại vì những cái hình ảnh đó nó cứ hiện lên ở trong đầu bạn. Bạn thấy cái phòng ngủ của mình dưới dạng âm bản, những cái đồ vật, những con búp bê nó cứ loang lổ mà bạn rất là sợ luôn. Bạn cứ nằm đó trằn trọc cả một đêm luôn các bạn, cứ nhắm mắt lại là gặp những cái trường hợp đó, cứ nhắm mắt lại là gặp những cái trường hợp đó. Cho đến buổi sáng hôm sau bạn xin nghỉ làm tại vì quá là mệt mỏi rồi. Và sau đó bạn có uống 2 viên thuốc ngủ cùng một lúc. Mà các bạn biết thuốc Mỹ nó mạnh cỡ nào rồi. Một phát một bạn ngủ suốt từ cái buổi sáng hôm đó cho đến 7 giờ rưỡi tối. Buổi tối hôm đó khi mà thức dậy ở trên giường thì bạn Loan nhớ lại cái câu chuyện hôm qua. Bạn cứ nghĩ là một giấc mơ hoặc là một cái ảo giác gì đó thôi, tại vì bạn chưa có tin hẳn là mình có cái khả năng như vậy. Thì bạn mới thử lại lần nữa. Cái lần này nha, những cái hình ảnh đó nó đến một cách chậm rãi hơn. Và chỉ khi nào bạn thật sự tập trung á, thì bạn mới nhìn được thôi. Và cứ ngày qua ngày như vậy, đến một lúc nọ thì bạn cũng quen được, bạn cũng tập sống chung được với cái cảm giác, với cái khả năng của mình. Và có 2 cái sự kiện liên quan tới cái khả năng âm bản này của bạn Loan. Cái sự kiện đầu tiên, một cái buổi đó bạn đứng ở trước gương, buổi tối nha, đứng ở trước gương bạn nhắm mắt lại cố gắng tập trung. Lý do là bạn muốn nhìn thấy được mình ở trong gương dưới cái lăng kính âm bản, dưới cái lăng kính nhòe nhòe đó nó trông như thế nào. Và khi mà bạn nhìn thấy được mình rồi á, thì bạn cảm giác rất là sợ hãi. Vì cái hình ảnh phản chiếu trong gương là một bạn Loan, nhưng mà gương mặt nó bị loang lổ rất là thấy ghê. Hình ảnh nó cực kỳ kinh dị luôn. Và sau cái lần đó, có một cái lần nữa. Lần này bạn không muốn nhìn thấy mình ở trong gương, mà bạn muốn xem là dưới cái lăng kính, dưới cái khả năng đó mình có nhìn thấy ai khác hay không. Và cái đêm đó bạn nằm trên giường, nhắm mắt lại, tập trung. Và khi hình ảnh căn phòng hiện lên thì bạn Loan này thấy rõ ràng ở dưới chân giường của mình có một đứa trẻ con đang đứng ở đó. Nó người Mỹ nha. Nhỏ xíu à, tầm khoảng 5-6 tuổi và đang mặc một cái váy. Khi bạn mở mắt ra, bạn nhìn tất cả mọi thứ bằng mắt thường thì bạn không thấy. Nhưng khi mà bạn tập trung, nhắm mắt lại nhìn dưới cái lăng kính, dưới cái khả năng đặc biệt của mình, thì bạn lại thấy cái đứa trẻ con đó. Và gương mặt của nó cũng bình thường, nó cũng hơi nhòe nhòe thôi. Chứ không phải là cười nhe nanh trợn má hay là cái gì ghê rợn đâu. Và nó chỉ đứng ở đó, nó nhìn bạn Loan chứ nó không có làm gì hết. Bạn đi một thời gian sau, khi mà mẹ với lại em trai của bạn Loan này qua tới Mỹ, thì cả ba mẹ con ở cùng ở trong cái căn phòng đó, nhà của người cậu á. Thì cái giai đoạn đó người em của bạn Loan này cũng thấy cái đứa trẻ con đó luôn. Nhưng mà có một cái á,
cái đứa em trai của bạn Loan còn rất là nhỏ, cho nên đó là nó giống như con nít thì nhìn thấy ma bằng cái con mắt bình thường, còn bạn Loan này thì bạn không thể nào thấy được bằng mắt thường, mà bạn phải dùng cái cảm giác đó, dùng cái khả năng đó thì bạn mới thấy. Có một cái hôm á, em của bạn Loan đứng ở ngoài cửa phòng chỉ vào trong á, nói là chị ơi, em thấy có cái con nhỏ đó nó đứng ở dưới chân giường của mình kìa. Thì bạn Loan này nhìn bằng mắt thường vào trong thì không thấy, nhưng khi mà bạn nhắm mắt tập trung á, thì bạn lại thấy đúng cái đứa trẻ con người Mỹ đó đang đứng ở dưới chân giường giống như là đứa em mình kể. Khi mà hỏi ra thì người cậu với lại mợ của bạn cũng không có biết được nhà này có cái vấn đề gì xảy ra. Và bạn đi một thời gian sau thì bạn Loan cùng với mẹ và em trai của mình cũng dọn đi ra khỏi căn nhà đó. Và đây là kết thúc câu chuyện thứ tư. Qua đến câu chuyện thứ năm. Và đây là cái câu chuyện mà Nguyễn Nguyễn cảm thấy là muốn kể với mọi người nhất. Câu chuyện này tên á, là Biết Trước Tương Lai. Thật ra về cái khả năng âm bản trong cái câu chuyện thứ tư vừa rồi của bạn Loan, Nguyễn Nguyễn nghĩ không phải tự nhiên mà có đâu. Lý do vì sao Nguyễn Nguyễn nói như vậy? Tại vì ông ngoại của bạn Loan á, ngày xưa khi mà còn sống á, là ông làm thầy. Chuyên coi bói nè, biết bùa biết phép. Xong rồi để cứu giúp cho mọi người. Chứ thật ra là ông ngoại của bạn không bao giờ lấy tiền. Ai muốn cho cái gì thì cho. Thì ông lấy cho gà, cho vịt, cho đồ ăn á, thì ông lấy thôi. Ngoài ra là không có đề cập đến chuyện tiền bạc. Tại vì đúng kiểu là những cái người làm để mà giúp đời. Và khi mà ông nội mất á, ông nội có cố gắng truyền nghề lại cho mẹ của bạn Loan. Nhưng mà lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ quá, ông đã mất rồi, cho nên là cũng không có không có học được nhiều, mà chỉ học được những cái thứ căn bản thôi. Nhưng mà cái gen di truyền á, chắc là nó vẫn còn đến đời của bạn Loan. Thì bạn cũng có khả năng xem bói. Cái quá trình bạn nhận thức được cho đến lúc bạn biết xem thì nó như nào thì bạn không kể rõ. Thì bạn chỉ kể về cái chuyện xem bói của bạn như sau. Đầu tiên á, là bạn sẽ không thể nào xem sau khi mà mặt trời lặn được. Tại vì xem là nó không có chính xác. Thứ hai nữa, những cái người mà muốn bạn xem bói cho thì phải tin. Thì bạn mới xem được. Còn không tin á, thì bài nó sẽ không có lên. Và có hai cái sự vụ như thế này. Cái việc đầu tiên á, là khi mà bạn xem bói cho cái người bạn trai cũ của Loan ở bên Mỹ luôn nha. Thì cái người bạn trai đó đặt tên là Nam đi. Lúc đầu á, thì cái bạn Nam kia không tin đâu. Kêu là kiểu ra điều là chắc là kiểu cũng mê tín dị đoan hay sao đó. Thì trong một cái buổi chiều nọ khi mặt trời gần lặn rồi. Thì bạn Nam này không biết sao cao hứng lên. Thì mới kêu là Loan ơi em coi bói cho anh đi. Cái lúc đó mặt trời gần lặn rồi, cho nên là bạn Loan này không muốn xem. Nhưng mà do bạn trai mình ép quá, cuối cùng á, thì bạn cũng chịu. Hai lần đầu nha, bài bóc không có lên. Thì bạn Loan này mới nói với bạn trai mình á, là anh không tin đúng không? Nếu anh không tin thì đừng coi. Anh không tin bóc bài không có lên đâu. Sau khi mà thấy bạn Loan này nghiêm túc á, thì cái bạn Nam cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Thì cũng khấn tên tuổi này nọ các thứ đúng lễ. Thì khi mà bài mở lên á, thì bạn Loan này có nói ba chuyện. Chuyện đầu tiên là chuyện tốt, anh chuẩn bị được thăng chức. Chuyện thứ hai là chuyện xấu, anh chuẩn bị trải qua một cái vụ tai nạn. Cái xe của anh á, nó bị nát bấy luôn, nhưng anh thì không nguy hiểm đến tính mạng. Còn cái việc thứ ba, người thân trong gia đình anh năm nay sẽ gặp tai nạn, nhưng đừng lo, cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Cái lúc đầu á, bạn Nam không có tin đâu. Nhưng mà một tháng sau và một cái buổi chiều đó, khi bạn Loan đang ngồi ở trường để mà đợi người yêu của mình tới trước, thì gọi điện nói chuyện hẹn hò nhau xong hết rồi. Nhưng mà tới giờ tự nhiên cái bạn này cảm thấy là người ngợm bất an lắm. Không biết làm sao nữa, người rất là nóng luôn, thì mới lấy điện thoại ra để gọi cho người yêu của mình. Thì bạn Nam mới bắt máy, bạn Nam mới kể là anh vừa mới bị tông xe. Anh vừa mới bị lạc tay lái tông lên lề đường. Thì bạn Loan này nghe như vậy rất là hết hồn rồi, hỏi là anh đang ở đâu, anh có làm sao không? Thì cái chỗ mà bạn người yêu á, bị tai nạn thì gần sát ngay bên trường của bạn Loan luôn. Thì bạn mới chạy ra bạn coi. Thì bạn thấy á, là cái xe bị nát bấy luôn, và đến nỗi hai cái bánh trước á nha, nó lăn ra ngoài đường. Nhưng mà bạn Nam này thì không sao hết. Và đó là cái quẻ bói đầu tiên. Cái quẻ bói thứ hai, cách đó khoảng độ chừng một tháng sau nữa, thì gia đình ở Việt Nam của bạn người yêu bạn Loan đó thì mới gọi qua mới kêu là bà ngoại bị tai nạn trong lúc đi chợ. Có một người nào đó chạy xe ẩu hay làm sao đó thì tông trúng bà ngoại và té xuống đường. Bà ngoại lăn rất là xa luôn. Nhưng mà may mắn là
cái chỗ đó là sát bên cái trạm y tế, thì người ta đưa vào trong, người ta sơ cấp cứu kịp thời và người ta chuyển viện lên trên, cho nên là về cái tính mạng á là cũng không có sao, không có nguy kịch. Và cái lúc bạn này nhận cuộc gọi của gia đình mình từ Việt Nam sang á, thì bạn Loan cũng ngồi kế bên. Thì người yêu của Loan mới nói với Loan rằng là chắc sau này anh không dám nhờ em coi bói nó đâu, tại vì nó thấy ghê quá. Và đó là cái sự kiện coi bói đầu tiên. Cái sự kiện coi bói thứ hai này mới đau lòng nè các bạn. Đó là khoảng tháng 6 năm 2014, thì bạn Loan này có về Việt Nam chơi với đám bạn của mình á. Thì trong cái đám bạn chơi có một cái người em rất là thân, tên là Tùng. Người em này thì nhỏ tuổi hơn bạn Loan, nhưng mà hai chị em thân nhau lắm. Người ở Mỹ, người ở Việt Nam vậy thôi, nhưng mà nói chuyện với nhau rất là thường xuyên luôn. Lúc đó mọi người mới tổ chức một cái chuyến đi Vũng Tàu chơi á. Thì khi mà ra đến nơi, tất cả mọi người đè bạn Loan này ra bắt bạn coi bói. Và bạn coi cho hai cái người đầu tiên thì không sao. Nhưng tới khi mà bạn coi cho cái cậu nhóc tên là Tùng này nè, thì bạn bắt đầu cảm thấy có những cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra. Bóc bài lên á, bài nó lên lung tung lắm. Giống như là tất cả những cái dự định, những cái ước mơ, những cái kế hoạch của cái cậu em tên Tùng này bị chặn ngang lại hết luôn. Và sau khi coi bói xong á, thì bạn Loan này hay kết lại bằng 4 cái tụ bài. Thì cái người coi á sẽ chọn một trong 4 tụ bài đó và hỏi về những cái thứ mà mình quan tâm. Thì khi mà Tùng chọn một tụ bài, không biết sao cậu lại nói là muốn xem về bổn mạng của mình. Và cái lúc bạn Loan lật bài lên thì bạn chết điếng luôn. Người của bạn rung lên hết, tại vì bài nói là bạn Tùng này, cái đứa em thân thiết của Loan á, chỉ còn sống được khoảng 1 năm nữa thôi. Loan không có dám nói là mình xem được cái lá bài như vậy, thì cũng chỉ dặn là em sẽ gặp cái hạn về sức khỏe, em cố gắng giữ sức khỏe, xong rồi em cũng để chăm sóc cho bản thân mình. Và cái đêm đó nha các bạn, khi mà tất cả mọi người về cái phòng khách sạn ở Vũng Tàu rồi, thì bạn Loan này nằm ở trong phòng khách sạn mà khóc rất là nhiều luôn. Các bạn tự tưởng tượng là cảm giác mà mình biết trước về cái chết của một người nào đó thân thiết với mình, thì nó rất là khủng khiếp. Bạn này dằn vặt suốt cả một đêm, dằn vặt mấy ngày sau, và cho đến cái lúc mà bạn đi ra sân bay luôn, bạn vẫn còn dằn vặt, bạn rất là buồn. Trong cái khoảng thời gian đó, bạn không biết là bài mình coi đúng hay coi sai, nhưng trước giờ bạn coi là đúng hết, không bao giờ sai. Bạn tranh thủ, bạn dành thời gian ở bên cái đứa em Tùng của mình. Và cái lúc ra sân bay á, thì Tùng nó cũng có ra để mà tiễn bạn Loan đi. Và bạn Loan này bất giác là ôm chặt Tùng mà khóc rất là nhiều. Khóc nửa tiếng đồng hồ ở ngoài sân bay, đến mức mà gia đình phải dỗ dành á, thì bạn mới nín dứt và lên máy bay. Khi mà sang tới Mỹ rồi thì bạn cũng cố gắng là giữ liên lạc, nói chuyện với nhau hàng ngày, xong rồi cũng dặn dò cái đứa em của mình là cẩn thận sức khỏe đi, ABC các thứ. Thì Tùng nó có nói lại với lại Loan á, là chị lo gì, em có phải là cái đứa yếu ớt hay bệnh tật đâu. Tùng á, em này là học trường sư phạm thể thao, là rất là khỏe mạnh luôn, cao 1m87, thì không ai nghĩ với một cái dáng đô con lực lưỡng như vậy lại có thể xảy ra những vấn đề về sức khỏe được hết. Nhưng bạn Loan này cũng lo. Và cứ bẵng đi từ tháng 6 năm 2014 là bạn về, cho đến khoảng tháng 7 năm 2015 thì mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra hết. Thì lúc này bạn Loan mới thật sự là yên tâm. Tại vì tất cả những cái quẻ bài của bạn coi thường nó chỉ linh nghiệm độ khoảng chừng 1 năm thôi. Thì bạn nghĩ chắc là mình coi sai, bài nó lên không đúng. Có thể lúc đó là buổi chiều tối thì ánh nắng mặt trời nó không đủ hay sao đó. Thì bạn mới nhẹ lòng đi. Cả 1 năm trời lo lắng cho cái đứa em của mình như vậy. Nhưng sau đó khoảng độ vài tuần á, bạn nhận được tin báo từ Việt Nam là đứa em của mình á, cái đứa em tên là Tùng rất thân thiết của mình, chết rồi. Lý do chết á là cái buổi tối hôm đó Tùng đi đá banh về, sau đó đi vào trong nhà tắm tắm, trở về phòng ngủ. Và sáng hôm sau khi mẹ của Tùng đi vào gọi Tùng dậy thì thấy là con mình chết rồi các bạn. Cái quẻ bói của bạn Loan này hoàn toàn chính xác luôn. Sau đó khỏi phải nói, tất nhiên là bạn này khóc rất là nhiều luôn. Tự dằn vặt bản thân,
xong rồi cảm thấy rất là đau khổ. Và kể từ lúc đó là bạn hạn chế coi bói, và kể cái bộ bài á mà bạn xem về cái chết của đứa em mình bạn cũng đốt bỏ luôn. Và đó là kết thúc câu chuyện đau lòng biết trước tương lai, và Nguyễn sẽ nói về cái suy nghĩ của mình ở cái phần cuối cùng của video. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái câu chuyện thứ bảy. Cái câu chuyện này hơi ghê nè các bạn. Đây không phải là chuyện mà bạn Loan này chứng kiến, mà bạn nghe mẹ và dì của mình kể lại. Câu chuyện này tên là dãy phòng trọ quỷ ám. Bạn Loan này á, hiện tại là bạn cũng quy y và bạn có pháp danh rồi. Và mỗi cái lần về Việt Nam thì bạn cũng cố đi Trường Hạ với cái chùa gần nhà. Giải thích cho một số những bạn là chưa biết ha, đi Trường Hạ có nghĩa là bạn sẽ đi 70 cảnh chùa từ Sài Gòn vòng ra tới Huế, xong sau đó từ Huế đổ ngược lại về Sài Gòn. Thì thường năm nào bạn về Việt Nam thì bạn cũng đi hết. Cho đến có một cái năm kia thì bạn có một cái công việc đột xuất gì đó ở bên Mỹ, cho nên là bạn không đi, bạn không về Việt Nam nữa. Thì cái chuyến đi đó nó chỉ có hai người dì của bạn, một là dì Linh, hai là dì Đào, mẹ của bạn và một cái người chị họ đi thôi. Và trong cái chuyến đi năm đó, tất cả mọi người đều trải qua những cái câu chuyện rất là ghê rợn. Đồng Nguyễn sẽ kể theo trình tự cho các bạn nghe. Cái chuyện đầu tiên á, là trên dọc đường đi thì cả đoàn có dừng vào một cái quán ăn, một quán cơm rất là nổi tiếng. Thì sau khi mà ăn xong thì dì Đào với lại người chị họ của bạn Loan này có cùng nhau đi toilet ở phía sau. Thì các bạn biết cái buổi tối đó, những cái toilet trong những cái chỗ trạm dừng chân á, thì nó rất là âm u và phía sau là toàn là cây cối không thấy ghê lắm. Đang đi giữa chừng á, thì dì Đào tự nhiên dừng lại và nhìn thẳng về phía mấy cái cửa nhà vệ sinh. Chị họ của bạn Loan này không biết lý do là tại sao người dì của mình lại vậy, cũng chỉ quay đầu lại xong rồi nhìn xong rồi kiểu rất là ngơ ngác luôn. Và sau đó dì Đào này trở lại bình thường và dì kêu cái người chị họ của bạn Loan là đi đi, đi nhanh đi, xong rồi đi ra ngoài. Cho đến lúc á, khi đi ra ngoài và cái lúc đi ra tới ngoài xe rồi thì dì Đào mới kể là ban nãy đang trên đường đi tao thấy ma. Tao thấy có một cái con nhỏ nào đó mặc nguyên bộ đồ trắng, nó đứng trước cửa mấy cái nhà vệ sinh nữ mà nhìn tao với mày sòng sọc luôn. Vừa dứt câu á thì dì Đào này đang đứng trước cái chỗ lề đường chuẩn bị bước lên xe thì không biết vì sao mà dì té lao đầu thẳng về phía trước luôn. May á là có mẹ của bạn Loan này với lại mấy cái người bác đỡ kịp, chứ không là cắm đầu đập thẳng vào cái bậc tam cấp ở trên xe rồi. Và khi mà dì quay lại nhìn về phía sau thì dì mới nói một câu á: nó không muốn tao kể về nó cho nên nó vừa xô tao. Tại vì cái lúc đó khi dì đứng ở trên cái lề đường thì không thể nào tự nhiên té được. Phải ví dụ đang đi á, thì tự nhiên vấp thì không nói. Còn đây đang đứng tự nhiên cái lao đầu, chỉ có là có người xô mình thôi. Và đó là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên. Qua đến câu chuyện thứ hai nè. Cái lúc đó đoàn đi Trường Hạ này đang hướng tới thành phố Nha Trang. Và họ đã đặt trước một cái khách sạn rồi. Nhưng mà giữa đường á thì xe nó bị chết máy. Người bác tài và lơ xe đó kiểm tra kỹ toàn bộ máy móc thì không phát hiện ra nguyên nhân. Làm mọi cách á, xe nó vẫn không nổ máy được các bạn. Khi đó là 11, 12 giờ đêm rồi. Nói chung là trễ lắm rồi. Mọi người rất mệt và rất đói là do chưa có ăn gì hết. Vô tình á thì cái xe đó lại chết máy trước cửa một cái khu nhà trọ. Mà cái khu nhà trọ này ngộ lắm các bạn. Người nhà của bạn Loan kể á, là cái ông bảo vệ không ngồi trước cửa đâu mà ngồi rất xa luôn. Nhưng lúc đó cái đoàn không để ý, tại vì mệt quá rồi. Ông bảo vệ thấy như vậy á thì cũng ngoắc cái đoàn này lại. Và sau khi một hồi trò chuyện quyết định thống nhất với nhau á, là mấy chục người sẽ ở lại qua đêm trong cái căn nhà trọ đó. Cái dãy trọ này theo lời của dì Đào, dì Út của bạn Loan này nói á, âm u, tối tăm mà nó cũ kỹ nhìn thấy ghê lắm. Và ở cuối cái dãy phòng trọ đó nó có một cái nhà bếp và cái nhà vệ sinh. Thì mọi người quyết định là sẽ nấu ăn trong cái nhà bếp đó để mà phục vụ buổi tối, sau mọi người sẽ ngủ. Đợi đến sáng hôm sau á, có người cứu hộ tới sửa chữa xe cộ này nọ xong họ sẽ đi tiếp. Dì Út với lại dì Đào của bạn Loan này ở trong bếp đảm nhận cái vai trò nấu ăn. Thì họ tính nấu cơm nè, tính xào rau và cuối cùng là tính chiên cá. Ở đó không có bếp điện cho nên là phải nấu bằng cái bếp ga đó các bạn. Lấy một cái nồi, họ để lên trên cái bếp ga, cho gạo, cho nước vào bên trong, đậy nắp lại nha, mở lửa lên nha.
Sau đó cả hai tiến về chỗ cái sàn nước để mà lặt rau. Đang lặt được khoảng 10 phút á, thì nghe cái nồi đó động đậy các bạn. Nó cái tiếng nó giống như là cái nước sôi, cái ấm nước sôi mà cái nắp nó bưng lên bực bực, bực luôn. Dì Đàm mới chạy qua coi, mở cái nắp lên á, thì thấy ở dưới nha, gạo á, nó vẫn chưa thành cơm. Nước á, thì nó vẫn chưa có dấu hiệu sôi mặc dù là 10 phút rồi. Lần này, dì đậy nắp lại, nghĩ là ga yếu hay sao đó dì không quan tâm. Sau đó dì lại tiếp tục đi ra sàn nước để mà lặt rong. Thì đang lặt được khoảng 15 phút nữa thì cái nắp nồi nha các bạn, nó bay ra khỏi cái nồi luôn và nó rớt xuống đất. Cả hai dì mới hoảng hồn nhìn lại phía sau. Thì dì Đào một lần nữa lại cầm cái nắp nồi lại chỗ cái nồi cơm á. Nhìn thấy cảnh tượng vẫn y chang như nãy giờ luôn. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nước á không sôi, gạo vẫn chưa thành cơm, nhưng cái nắp nồi lại bị bắn bay ra như vậy. Không biết lúc đó dì Đào này nghĩ như thế nào, nhưng dì lại tiếp tục nấu cơm một lần nữa các bạn. Dì đổ hết nước ra, đổ hết gạo đi, sau đó cho nước mới, cho gạo mới vào, đậy nắp nồi và lấy một cái sợi dây á, quấn chặt cái nắp và hai cái quai lại vào với nhau. Nhưng một hồi sau, cái nồi nó lại rung lên bừng bật luôn. Và sau khi mà dì tháo ra đó, nước vẫn chưa sôi và gạo vẫn còn là gạo chứ chưa thành cơm. Dì Đào lúc này hơi nghi nghi rồi, thì quyết định là sẽ không có nấu cơm nữa, chuyển qua đi xào rau. Rau xào cỡ nào cũng không chín luôn các bạn. 15 phút trong chảo, đảo đi đảo lại, rau không chín là không chín. Sau đó dì quyết định không làm rau nữa mà cuối cùng là đi chiên cá. Tại vì nghĩ là cái chảo dầu như vậy, đúng không? Cá nó mà bỏ vào trong chảo dầu thì kiểu gì mày cũng phải chín thôi. Nhưng khi mà dì cầm cái con cá đó, dì cho vào trong cái chảo dầu nha, 15 phút con cá nó vẫn còn sống nhăn. Cái này dì tận mắt chứng kiến luôn các bạn. Và ghê hơn một chỗ nữa là từ những cái khứa mình xẻ con cá đó các bạn, nó bắt đầu chảy máu ra. Nó bắt đầu chảy máu đỏ ra luôn trong cái nồi dầu đó. Nó bắn dầu lên rất là nhiều. Và một hồi sau thì từ những cái chỗ đó đó các bạn, không phải là rỉ máu nữa mà nó bắn máu thành tia luôn. Lúc này cả dì Đào, dì Út nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy biết là không có được rồi. Cái chỗ này chắc chắn là có ma có quỷ gì rồi. Thì mới chạy lên trên phòng. Thì mẹ của bạn Loan này ngồi trên phòng thì mới hỏi. Thì hai dì mới kể là như vậy. Và tất cả mọi người trong cái đoàn đó luôn đều nghe cái câu chuyện đó. Thì họ mới đi xuống cùng nhau xuống dưới nhà bếp để mà coi. Và lần này không phải một mình dì Út hoặc dì Đào thấy, mà cả một đoàn đi trường hạ đều thấy rõ ràng. Từ ở dưới nhà bếp đó, đang đứng ở trong đó có bốn cái bóng. Một người đàn ông, một người đàn bà và hai đứa con nít đang cặm cụi vào những cái đồ ăn mà ban nãy dì Đào bỏ lại và nhai ngấu nghiến luôn các bạn. Mọi người sợ quá, ai nấy là túa về phòng hết. Và trong cái chuyến đi trường hạ đó có hai cái vị sư cụ, thì họ mới nói cho sư cụ nghe. Thì sư cụ mới ra ngoài sân lập một cái đàn để mà cúng. Và sư cụ có khấn á là mọi người đi lễ chùa thì mọi người có bị nạn ngủ lại ở đây một đêm thì đừng có phá mọi người. Thì lúc đó sư cụ cũng đọc một cái vài bài kinh, xong rồi sau đó thì tất cả mọi người đều đi ngủ hết. Sự việc chưa có dừng lại đó các bạn. Bác tài xế á, cái đêm đó bác không có ngủ mà bác nằm nghỉ thôi, bác nằm hút thuốc ở trong phòng của bác. Thì bác có gác chân ra ngoài cửa sổ. Thì đang gác chân như vậy á, thì cái cánh cửa sổ đó nó có bị gió lùa đập vào chân của bác. Lúc đầu á thì bác nghĩ là gió thôi, nhưng mà khi cái tần suất đập liên tục như vậy thì bác biết không phải gió rồi. Bác nghĩ là có đứa nào đứng ngoài chọc bác, tại vì trong cái chuyến đi có mấy đứa nít. Thì bác mới kêu lên á là đứa nào chọc tao vậy, để yên tao nghỉ coi. Nhưng cái tiếng nó vẫn đập tiếp các bạn. Cánh cửa sổ nó vẫn đập vào chân của bác, xong nó dội ra, xong đập vào chân của bác, xong nó dội ra. Thì cái bác tài xế này nè, bác bực bội quá, bác mới đá một cái đùng, cái cánh cửa sổ bay ra luôn các bạn. Và khi cái cánh cửa sổ bung ra hết toàn bộ rồi thì bác thấy có một cái bóng màu trắng đi từ bên phải của mình chạy thẳng về cái hướng nhà bếp luôn. Và trong cái đêm đó còn một cái sự việc kinh khủng như này nè. Dì Đào đang nằm ngủ trong phòng thì tự nhiên thấy lạnh lắm. Và dì mới kéo mền lên để dì đắp. Và một hồi sau thì dì thấy là cái mền của mình bị ai đó kéo giật ngược xuống dưới nha các bạn. Và sau đó dì mới cầm cái mền dì kéo ngược lại lên.
Và khoảng 15-20 phút sau, cái trường hợp đó xảy ra như vậy, liên tục như vậy á, thì dì mở mắt ra và dì mới biết á, cái chỗ nãy giờ mình đang nằm không phải là căn phòng ngủ, mà dì đang nằm ở ngoài sân cái phòng trọ các bạn. Và khi dì nhìn xung quanh, không phải một mình dì đâu, mà có rất là nhiều người trong cái đoàn hành hương lễ chùa hôm đó đang nằm sắp lớp ở ngoài cái dãy phòng trọ, ở ngoài sân nha. Tất cả mọi người rất là sợ luôn, la lên và không có ai dám ở trong cái căn phòng trọ, không có ai dám ở trong cái dãy phòng trọ đó nữa. Thì mọi người mới đi ra ngoài xe ô tô để mà ngủ. Thì sư cụ á, cũng đi ra ngoài đó tụng kinh. Xong rồi một hồi sau thì may mắn quá cái xe nó nổ máy được. Và mọi người rời đi lập tức ở trong đêm luôn. Thì đó là lý do mọi người biết là vì sao cái ông bảo vệ gác cái dãy phòng trọ đó, ông lại không dám đứng canh ở trước cửa mà ông phải đứng ở một khoảng cách rất là xa như vậy. Và theo lời của bạn Loan kể thì cái dãy phòng trọ quỷ ám đó không còn nữa, nhưng mà nó được thay bằng một cái trạm dừng chân của một cái hãng xe rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 6 về cái dãy phòng trọ quỷ ám. Và đây là câu chuyện thứ 7, cũng là cái câu chuyện cuối cùng có liên quan tới bà ngoại của bạn Loan. Thì đây là một câu chuyện nhỏ thôi không. Cái khoảng thời gian sau này khi mà bạn Loan bạn bận những công việc bên Mỹ quá thì bạn không có về Việt Nam thường xuyên để mà thăm gia đình cũng như là đi thăm mộ của bà ngoại nữa. Thì có cái lần đó bạn về thì cả nhà đi dịp Tết á, thì cả nhà đi tảo mộ của bà ngoại. Thì cũng lâu lâu rồi cả nhà không đi. Thì cái lúc đi á thì cả nhà mới nhìn thấy phát hiện ra là ngày xưa á, lúc mà chôn bà thì nó chỉ là một cái khu nhỏ thôi. Nhưng mà sau này nó thành cả một cái khu nghĩa trang rất là lớn luôn. Dẫn tới cái việc á, là mộ bà nó sẽ bị xê dịch. Nó không có nằm đúng vị trí như trong cái trí tưởng tượng, trong cái trí nhớ của mình nữa. Thì mọi người mới đổ xô nhau để đi tìm khoảng mười mấy người đó. Nhưng mà tìm suốt cả tiếng đồng hồ luôn nha. Vẫn không tìm ra được mộ của bà ngoại bạn Loan này ở đâu hết. Lúc đó bạn Loan mới nghĩ trong đầu á, chắc là bà ngoại giận mình. Tại vì mình không có về thăm bà thường xuyên. Với lại mấy lần mình có về Việt Nam á, thì cũng bận biệu này nọ thì cũng không có thăm bà được. Thì bạn mới nguyện ở trong lòng bạn nói á, là ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Tại vì con có những cái công việc và mấy lần mà con về Việt Nam thì cũng chưa có đến đi thăm ngoại. Bây giờ con tới thăm ngoại nè. Ngoại chỉ cho con chỗ ngoại nằm nha. Khi mà bạn vừa khấn xong á, thì bất giác bạn tự đi trong vô thức luôn nha. Bạn bước đi độ chừng khoảng tầm 5 mét á, bạn đứng lại. Và khi bạn quay qua bên tay trái á, thì thấy rõ ràng đó là cái mộ của bà ngoại bạn luôn. Lúc đó thì Loan mới kêu mọi người lại. Thì mọi người cũng rất là bất ngờ. Tại vì cái chỗ này á, đã đi qua ít nhất là 4-5 lần mỗi người rồi, nhưng không ai tìm được cái mộ của bà hết. Thì mọi người mới biết á, là do bà giận vì lâu rồi con cháu không có tới thăm bà đông đủ như thế này. Và đến đây cũng là kết thúc toàn bộ những cái nội dung email mà bạn Loan này gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và xin phép Nguyễn Nguyễn được nói thêm một xíu nữa, khoảng độ chừng 5 phút ha. Trong cái câu chuyện thứ 5, khi mà bạn Loan này dự đoán trước được cái chết của người em mình tên là Tùng á, thì Nguyễn cảm thấy câu chuyện này mình có rất là nhiều điểm muốn chia sẻ luôn. Và bản thân mình ngày xưa nha, là một người cực kỳ thích đi xem bói. Có một giai đoạn á, là mình hay đi tìm những cái chỗ để mà xem bói đó các bạn. Một phần vì tò mò, phần thứ hai nữa mình cũng thích. Nhưng mà độ khoảng 2-3 năm trở lại đây á, thì gần như là mình không đi xem nữa. Lý do là như vậy nè. Ngày xưa nha, gia đình của Nguyễn có quen với một cái bà thầy đó và rất là nổi tiếng luôn, và kiểu coi rất là hay. Coi đúng tới cái mức á, không cần gặp Nguyễn, không cần gặp chị gái Nguyễn, không cần gặp anh trai Nguyễn. Coi qua mẹ Nguyễn thôi nha. Bói bài bình thường á, mà đúng không sai một tí nào ở ngay thời điểm hiện tại. Cái lúc bà coi bà nói về hiện tại lúc đó là đúng y chang luôn. Và bà nói về tương lai gần á, khoảng tầm tháng 2 tháng nó cũng đúng. Và một số những cái tương lai xa về hậu vận sau này á, thì nó cũng có những cái chuyện đúng các bạn. Ngày xưa thì chính vì như vậy cho nên mình thích lắm. Mình thích nghe ai khen mình, xong rồi mình thích nghe kiểu mình sẽ tốt đẹp này nọ, bây giờ có thích ai không vậy đúng không. Nhưng mà về sau này khoảng 2-3 năm nay á, mình không thích chuyện đó nữa. Lý do mình nghĩ như vậy nè. Tương lai á, sở dĩ nó, cái cuộc sống này á, sở dĩ nó thú vị là tại vì bạn không biết trước được tương lai. Bạn sẽ không biết trước được 5 phút nữa nó sẽ có chuyện gì xảy ra nè. Bạn không biết được đêm nay bạn ngủ ngon hay bạn ngủ không ngon, hoặc là ngày mai nó sẽ có những cái điều gì tốt đẹp
hoặc là nó không tốt đẹp mấy, đang chờ đợi mình. Cuộc sống nó thú vị vì mình không biết trước được tất cả những cái chuyện đó. Cho nên người ta mới nói tương lai là ẩn số, quá khứ là những cái thứ đã qua rồi và hiện tại mới chính là cái mình nên trân trọng và nên đầu tư nhất cho nó. Cho nên mình nghĩ cái chuyện mà biết trước được tương lai, biết trước được những cái chuyện đó, có thể là chuyện tốt hoặc là chuyện xấu, nó chả còn vui gì nữa. Các bạn nghĩ đi, bạn Loan này nè, bạn coi được trước cái chết của người em mình, thì trong suốt một năm đó bạn phải sống như thế nào với cái tiên đoán của bạn. Và nếu như các bạn là bạn Loan á, thì các bạn sẽ như thế nào? Và nếu như lúc đó bạn Loan nói cho người em của mình tên là Tùng là mày chỉ còn sống được một năm nữa thôi đó, thì nếu như các bạn là cái bạn Tùng đó thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rõ ràng cái câu chuyện này nó không mang lại cái ích lợi gì hết. Với cá nhân mình là vậy ha. Đó là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai mình muốn nói nữa là mình rất là tin vào một cái câu là đức năng thắng số. Như chỉ tay các bạn nè, nó đâu có đỡ yên suốt cuộc đời đâu đúng không? 6 tháng nó đổi một lần, tùy người 6 tháng nó sẽ đổi một lần. Thì theo tâm linh á, mình sẽ nhận lại được những cái gì tốt đẹp, những cái phước lành, những cái điều mà mình thật tâm cho đi thì ông trời sẽ trả lại cho mình những cái trái ngọt giống như vậy. Và thứ hai nữa, nếu mà không xét về vấn đề tâm linh á, mà xét về vấn đề tâm lý nha, khi mà bạn nghĩ được như vậy á, thì mình sẽ cố gắng mình phấn đấu nè, mình cố gắng mình làm lụng, mình cố gắng mình làm việc nè, mình cố gắng mình trau dồi bản thân mình hàng ngày, để sau này với cái mong muốn là mình sẽ đạt được những cái thứ mà mình ao ước. Cho nên mình rất là không thích cái câu á, là có nhiều người hay nói nha, trời số nó đã vậy rồi, số nó sinh ra định sẵn là sẽ như vậy rồi. Không cần biết, mình chưa bàn về vấn đề tâm linh nha. Nhưng khi bạn gieo cái tư tưởng đó vào trong đầu một người nào đó, hoặc là bản thân các bạn nghĩ á, trời, số của mình á, sinh ra nó đã vậy rồi, có cố gắng cỡ nào cũng chẳng được gì đâu. Thì nói thật, chưa cần biết tới cái chuyện tâm linh nó có đúng là như vậy hay không, nhưng về vấn đề tâm lý á, là bạn đã bị trùng chân ngay trước khi mà bạn tính làm bất cứ một cái gì rồi. Bạn bị tiêu cực, bạn bị tự ti về chính con người của mình, và chính vì cái sự tự ti nó sẽ đè nén bạn, chứ không phải, nhiều khi không phải là do vấn đề tâm linh đâu, mà do vấn đề tâm lý của các bạn. Cho nên mình rất là tin vào cái câu đức năng thắng số. Và cái vấn đề cuối cùng mà Nguyễn muốn nói qua cái câu chuyện xem bói vừa rồi là vấn đề tắm đêm các bạn. Các bạn đã nghe tới rất nhiều chuyện tắm đêm xong dẫn tới bị đột quỵ, dẫn tới bị thiên đầu thống nè. Nhưng mà chắc là mọi người hơi ý y đúng không? Kiểu là mình mới có 18, 19, 20, mới có hai mấy, 30 thì còn khỏe quá trời, làm sao mà bị những cái trường hợp như vậy được. Nhưng qua cái câu chuyện vừa rồi đó, một cái cậu thanh thiếu niên luôn nha, cao 1m87, học trường sư phạm thể dục thể thao. Đa phần bọn mình không thể nào khỏe bằng một cái người có cơ địa khổng lồ như vậy được. Nhưng mà bạn vẫn bị đột quỵ. Cho nên qua cái video này, qua cái câu chuyện này, mình muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người, những cái người bạn bè nè, những cái người anh em của mình nè, những cái người xem video của mình và những cái người mình chưa gặp ở trong đời bao giờ. Nếu mà các bạn xem video của Nguyễn thì có lẽ chúng ta đã có một cái cơ duyên nào đó. Thì qua cái video này mình muốn nói với mọi người rằng hãy hạn chế cái việc tắm đêm đi. Và nếu như trong trường hợp bắt buộc các bạn phải tắm thì ở trên mạng á, các bạn search Google, mình nhớ là có những cái cách họ chỉ làm sao tắm vào ban đêm mà không bị đột quỵ, hạn chế cái khả năng đột quỵ cao nhất, hạn chế khả năng thiên đầu thống cao nhất. Và đặc biệt nha, đừng có để thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Ví dụ như đang tắm ban đêm xong tắm nước nóng, thì ở trong cái phòng đó nó đang nhiều rất là hơi nóng, mà các bạn lại bước ngay lập tức vào chỗ máy lạnh nữa thì nó không nên nè. Đặc biệt lau khô đầu để tránh bị thiên đầu thống, và cố tập luyện để nâng cao sức khỏe của mình một xíu. Và nếu như bạn nào có theo dõi Facebook của Nguyễn thì các bạn cũng thấy là dạo này mình rất là hay đi bộ, mỗi ngày đi bộ 5 cây số, và ngày nào cũng đi đều. Chỉ có hai hôm nay là đang bị đau dạ dày cho nên là không đi thôi, chứ còn ngoài ra là cũng cố gắng duy trì cái công việc luyện tập như vậy để đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và mình thấy đây là một cái việc nên làm. Và qua cái video này mình cũng muốn kêu gọi mọi người là hãy thật sự là để ý tới sức khỏe của mình, vì có sức khỏe là các bạn sẽ có hết tất cả mọi thứ. Và đến đây, video này nó cũng rất là dài rồi. Và đến đây cái video này cũng rất là dài rồi, và giọng mình đã hơi khan rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể, và cũng như là nghe Nguyễn tâm sự ở cái phần cuối cùng.
Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút cái chuông bên cạnh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như các bạn có những cái câu chuyện nào hay, hãy gửi về cho Nguyễn Nguyễn qua cái đường link email ở bên dưới. Ở bên đó cũng có cái đường link Facebook và cái đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và như Nguyễn Nguyễn có nói đầu video thì ngày mai các bạn sẽ được nghe một câu chuyện rất dài ở dưới Củ Chi và nói về một cái vị thần thánh gọi là ông Tà. Và xin cảm ơn mọi người một lần nữa và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.